Mọi người nhìn xem này, căn nhà này thấy có giống cái gì quen quen không? Trời ơi, đây là chính là căn nhà biệt thự 700 kim cương ở trong Malay mọi người ạ. À. Ủa tại sao nó ở đây ta? Ảo thật đấy. Các bạn quên gì rồi đúng không? Đúng vậy. Do các bạn quên ấn nút subscribe và cái chuông bên cạnh, nên hiện tại chỉ có 0% người đăng ký kênh mình thôi. Vậy nên hãy ấn nút subscribe thôi nào. Ok. Hello mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ba của mình. Thì ngày hôm nay thì mình đã phát hiện ra một cái tựa game giống Play Together 99,9% luôn các bạn ơi. Rồi lúc đầu thì mình cũng không tin đâu mọi người à. Bây giờ thì mình sẽ vô mình xem thử nó có giống không nha mọi người ơi. Thì mới lúc đầu mình mới vào game này thì mình sẽ tạo cho mình một con nhân vật mọi người à. Đấy. Ui. Ui nhân vật này tính ra nhìn nó cũng đẹp phết các bạn ơi. Ok, có nhân vật bự luôn nè. Á, nhân vật bự nhỏ và lớn nè. Ok, bây giờ mình sẽ nhân vật nam nha. Rồi bây giờ mình sẽ đặt tên cho mình nha. Mình đặt tên là BanGMIT nha. Rồi bấm vào nha mọi người. Rồi, ok cái gì đây? Bấm vào đây để thành cư dân à. Ui. Rồi, mình đã ui, cái gì đây? Cái thành phố gì đây các bạn? Ui. Mọi người nhìn thấy giống Malay chưa mọi người? Mình thấy có vẻ là hơi hay sao ấy. Từ từ. Ui, mình nhìn cái đoạn này sao giống cái đoạn mà lúc mà Malay lúc mới chơi ta nó cho mình xem cái cảnh này nè mọi người. Ôi các bạn ơi, hiện tại là mình đã bước vào game rồi mọi người ạ. À. Rồi, lúc đầu thì mình thấy cái giao diện nó khá là giống nha. Ui, ở trong phần điện thoại nó còn giống hơn nữa mọi người ạ. À. Ui, nhưng mọi người nhìn cái game, mọi người nhìn cái hoa bạc ti à. Y chang luôn. What the hell? Ở trong cái phần này nó lại y chang. Ở trong phần nào các bạn biết không? Ở trong phần nhiệm vụ cây liver các bạn ạ. À. Nó giống, cái này là giống 99% rồi đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ được coi ở trong cái game này nó có cái gì ghê gớm nha. Ui, mọi người nó có hành động ở dưới đây luôn nè các bạn. Ui, mọi người nhìn nè. Mọi người nhìn mấy cái hình này, hình hành động này mọi người nhìn thấy nó giống không mọi người? Trời ơi, giống Play vãi chưởng nha mọi người à. Nhưng mà bên này hình như mình nhìn nó màu nó hơi ngả ngã một tí các bạn ạ. Wow. Mình vừa thấy một bạn ở trong này chat là Play Together mọi người thấy không? Ui, thì mình cũng chat lại Play Together luôn mọi người ạ. Đấy, thì hình như là bạn này từ Play Together sang qua các bạn nè. À. Đợi coi thử bạn này bất ngờ, mình chơi gì mình thấy bất ngờ đấy. Mình vừa phát hiện ở trong này có mùa VV VIP luôn. What? Mùa VV VIP hải tặc. What the hell? Ảo thật đấy. Cái gì vậy? Ủa sao nó giống như vậy? Ở trong Play nó cũng có cái VIP badge, ở trong này thì nó cũng có badge VIP nha. Trời ơi, vãi chưởng nha mọi người. Wow. Trời ơi. Ôi trong này là nhận tiền sao vậy đấy? Ở mình coi cái gì đây? Nhận cái gì đây? À nhận ván trượt nè. Trời đăng nhập y chang như Play luôn. Trời ơi, rồi cái gì đây? Bóp vô bet hả? Belo hả? Ủa cái gì đây? Xe hả? À cách sử dụng xe. Trời ơi. Trời ơi, mọi người nhìn cái con ván trượt của mình nè. Trời ơi. Vãi chưởng á mọi người ạ. À. Cái gì đây? Mình vừa ui, mình vừa nhận được một cây búa cần câu hả? Búa thò cần câu ở trong Play hả? Gì mà ảo vậy? Ủa đây là súng hả? Ủa có súng hả? Ủa trong này là cái gì? Thảm bay. Bắt đầu là cảm giác cái gì nó hơi quen quen mùi Play ở trong này nha. Mà game này không biết có phải là nhái hay không, nhưng mình thấy nó đẹp hơn, nó xịn hơn các bạn ạ. À. Mọi người nhìn nè, đồ họa nó phải gọi là hơi bị thân thật luôn á. Đỡ mình vào mình chơi cái trò chơi coi. Ở đây nè. Ui, cái gì đây? Thôi đợi tí nữa mình chơi đi mọi người ạ. Ở trong này còn nhiều lắm các bạn ơi, đợi mình. Ui, cái phần giao diện làm sao mình nhìn giống cái này? Đấu tên được luôn. Đấu tên được nè, xong rồi cái gì đây? Ghi phần mô tẻ luôn được nè. Rồi có phần ký tường luôn các bạn ạ. À. Ui ơi, mình vừa nghe cái gì mọi người? Ok, cái gì đây? Người khổng lồ. What? Người khổng lồ. What the hell? Ôi cái gì đây? Sao con khổng lồ cầm được cái cục tạ? Vãi chưởng. Ảo thật đấy. Gì mà game này nó lẹ vậy? Đỡ mình xem thử có nhà không mình không nha mọi người. À có nhà nè mọi người, mình thấy chữ nhà mình đây nè, đừng bấm vào coi. Ồ. Ủa, đây là nhà mình nè. Ủa, cái gì đây? Ui, đỡ mình coi thôi. Đỡ bấm vào sửa nhà mình coi. Ui, ở trong này, ui mình, ui có cái nhà biệt thự luôn. 8.000 kim cương, what the hell. Trời ơi, thôi xong rồi, giống Play này là 99,9% rồi mọi người. Mọi người nhìn căn nhà này là mình cũng hơi choáng. Nhưng mà ở trong này rất là nhiều nhà luôn nha. Nhiều nhà hơn Play luôn á. Nhưng mà hình như ui, cái nội thất của nó là 3.000 nội thất. Và 12 khách. Ô 12 khách cũng ổn á mọi người à. Trời ơi, mà 3.000 nội thất nha các bạn. Ở trong Play căn nhà nhiều nội thất nhất là có 1.000 à, trời ơi. Bây giờ thì mình sẽ vào căn nhà mình nha. Ui, cửa tự mở luôn nè. Ui. Rồi gì đây? Ui nhà mình đây sao? Ui nhà mình cái du thuyền hả? Ô bấm mắt. Cái này là đi ra khỏi nhà. Trời ơi trời. Ô đi lại vô lại nha mọi người. Trời ơi nhà xịn quá luôn. Trời ơi. Game này ảo mọi người ạ. À. Ok, bây giờ thì mình hiện tại là mình đã bước vào một căn nhà rồi. Đây, mình sẽ vô bên trong nha. Ở bên trong này là nhà mình luôn à. Wow, cửa tự động mở. Ôi, sao nhà này nó đẹp thế nhờ. Nhà này nó xịn hơn mà lại có vẻ là hơi bị nhiều lần đấy nha. Ôm, có phòng sửa nhà luôn nè các bạn ơi. Uầy. Rồi đặt đồ ra coi. Uầy, cái giao diện mình sao mình thiết kế nhà nó y chang luôn các bạn. Trời ơi, mình nãy giờ mình tưởng mình đang chơi Play chứ.
Ôi, mà cái nhà nhỏ nhỏ này mà 2.000 nội thất hả? Ủa? Ghê vậy? Sao nó giống dưa mọi người? Để mình chỉnh nhân vật mình to lên coi. Để nó giống bà Lay ông nha. Để có nhân vật cao to với lại lùn nè. Thôi, để mình chỉnh nhân vật bự coi. Đấy, uầy, đây là nhân vật bự. Sao nhìn nó hài quá chữa kìa. Ôi trời ơi. Ôi ok thôi mình thích cái hình dạng. Ôi, ở trong này nó có hướng dẫn tướng đi. Tướng đi của cái hình dáng của này luôn mà người. Trời ghê vậy. Ui, ok thì bây giờ mình sẽ chọn cái khung này đi, khung này ổn nè. Ui, thật sự là mình cũng khá là chóng khi mình bấm vô cái phần căn nhà này mọi người, bởi vì mình thấy căn nhà mới có một căn nhà giống khá là trong play của bạn, đó chính là căn nhà biệt thự và còn nhiều căn nhà khác nữa, nhà sinh nhật rồi nhà container rồi nhà đàn nè, piano, nhiều nhà mới không biết play cái nhái game này không hay là game này nhái play ta. Rốt cuộc là game nào có trước các bạn, nhưng mà hình như mình nghĩ là game này nó mới ra các bạn ạ. À. Cho nên là mình nghĩ là game này là nhái rồi mọi người, nhưng mà nó nhái kiểu này là hơi bị xịn luôn á nha các bạn ạ. Quay, hiện tại thì mình đang vào một cái nhà tiệc của cái nhà mà căn nhà 700 kim cương biệt thự các bạn ơi. Ui trời ơi sao nó giống dữ vậy mọi người. Ui, bây giờ thì mình sẽ đi vô bên trong căn nhà 700 kim cương này để coi nó có cái gì nha. À quên nữa, đây là căn nhà 8.000 kim cương mà quên. 8.000 kim cương ở trong tựa game này nha các bạn. Và để giờ đi vô nha. Quay. Cửa tự động luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái gì mà sao nó chân thật dữ vậy, nó tương lai dữ mọi người. Rồi ok, mấy căn phòng thì nó y chang luôn nha các bạn, kính đồ y chang luôn, nhà cửa đồ y chang luôn các bạn ơi. Ấy bên trong nè, rồi cầu thang rồi đi lên y chang luôn. Trời ơi cái gì nó giống như vậy, game này nó giống vãi cả chưởng ra các bạn ạ. À, mọi người thấy nãy giờ mọi người thấy nó giống Blay chưa các bạn? Bạn nào thấy chưa giống nữa thì mình cũng chịu á, này mà không giống nữa thì thôi. Vâng, ở trên này là có mấy cái ấy, có biển ở hồ bơi ở trên này luôn. Trời ơi có mấy cái có kẻ hòn đảo, có cái hòn đảo và kèm thêm mấy cái quẻ núi nha. À, mấy cái cục đá bự khổng lồ nha. À, mấy cục đá bự khổng lồ là mấy cái núi đấy các bạn. À, rồi ok, quay mà công nhận là mình thì nhìn thấy y chang thật sự luôn á. Hiện tại là mình thấy hình như là để mình bấm vào phần party của này coi. Ui không có ai mở tiệc luôn các bạn. À, mình mở tiệc y chang này, để mình mở tiệc cứ coi. Ui mở tiệc được luôn các bạn ơi. À, để coi mở tiệc ai tới không nha. Ui có vài bạn tới luôn nè. Wow, mình mới mở tiệc mà sao đông thế nhờ? Chắc là mình ít ngờ. Mình là người đầu tiên mở tiệc cho nên là khá là đông người vào. Ồ, nhưng mà cũng có vài bạn vào thôi. Hello hai nha, bảo là hai play together biết các bạn. Biết không? Trời, bạn kia cầm cục tẹo đi luôn luôn, vãi cái đạn á. À. Vãi cầm cục tẹo đi á, vãi chưởng ghê vậy. Mình ra ngoài biển thử có cái ông bán ké không nha mọi người. Có cần bán cần câu không nha, để mình câu ké thôi coi. Hình như ở trong này hình như nó cũng có ké câu luôn nha các bạn. Nhưng mà mình hồi nãy giờ mình tìm thì mình không thấy ai ai bán cần câu hết. Ủa cái chỗ này chỗ nào đây? Ủa. Ui sao cái chỗ này nhìn có vẻ là khá là lãng mạn nhưng mà sao của mình cô đơn á nhỉ? Trời ơi. Ui, ông này là ông bán nước ở bên khu vực bãi biển này các bạn. Ủa sao anh này anh di cư qua bên này rồi? Ủa? Có bia uống nè, rồi mình mua bia mình uống các bạn luôn, quải trưởng á. Đâu mình uống cái bia coi. À đây uống bia các bạn ơi, mời các bạn uống nha mọi người ơi. Rồi, uống thôi. Trời ơi, ui, cách uống giống Blay dữ nha. Y chang luôn các bạn ơi. Ui. Mình vừa phát hiện ở dưới này có cái nhà vệ sinh bãi biển công cộng các bạn ạ. À. Một là nhà vệ sinh nam, hoặc một là nhà vệ sinh nữ. Bây giờ ủa sao mình vào vào nhà vệ sinh không được? Ủa luôn. À nó tượng trưng không các bạn ơi. Đấy và ở và một nhà vệ sinh cho người đi xe lăn á. Trời ơi vãi chữ các bạn ơi. What the hell? Rồi ôi sao ở trong này nó xịn vãi chữ mọi người, để mình coi thử có cái chỗ nào giống Malay không. Mình vừa phát hiện cái cục này mọi người không biết cục này là cục gì. Từ từ để mình đứng lên coi như nào nha. Thì cục này nó ơ ê nó sẽ cho mình bay lên cao. Ui cái gì vậy? Ủa đây là thế giới Play trong tương lai à? Đây là Play Together 2050 các bạn ơi. Trời ơi mọi người. Ê, sao cái này nó bay được? Ôi cái này nó cho mình đi tham quan thành phố được luôn nè các bạn. Thế giới tương lai mọi người ạ. À. Bây giờ thì mình sẽ vào phần cái game này mình chơi thử coi nó có giống nha các bạn. Rồi ok. Ui có người chơi này, 15 người chơi nè. Rồi hiện tại là mình đã bước vào trò chơi mọi người. Bây giờ mình coi thử cái trò chơi này là chơi sao nha các bạn ơi. Hiện tại là mình thấy có lửa nè, nhảy qua lửa rồi xong mình chân mình bị dính lửa rồi gì kia. À hình như là tốc độ chạy các bạn ơi. Rồi chạy nhanh á. Ui sao cái trò chơi này có vẻ là sao nhìn nó khác cái Play một trời một vực. Rồi mình té xuống dưới rồi các bạn ơi, toan à. Rồi để mình nhảy lại các bạn ơi. Rồi nhảy vào đây. Ủa, ông nào đây? Ủa có cái ông có cái mặt gì đây nè các bạn ạ. À. Ôi mình đi nãy giờ vẫn chưa tới đích luôn hay sao mọi người ạ? Nó khó vãi. Sao cái trò này nó khó quá các bạn ơi. Mình nhảy không qua luôn các bạn ạ. À. Rồi ok cuối cùng mình cũng qua rồi các bạn ơi. Ui, đấy còn 3 giây nữa kìa mọi người ạ. Rồi xong luôn, thua luôn các bạn ơi. Ủa, cái trò này sao nó khó dữ người ta. Rồi không ai hoàn thành luôn quả trưởng. Mình vừa phát hiện hai thanh niên này làm gì ở đây này các bạn ạ. Ủa, hai thanh niên này làm gì đây? Ủa, cái gì đây, bóng vào hả?
Ô, cái gì vậy? Ô, mọi người nhìn xem, ô, mình đang múa cùng với Apu với lại Mickey. The hell? Sao? Quá chữa các bạn ơi. Ở đây, ui, mình vừa phát hiện một cái phòng gym ở đây các bạn à. Trời ơi, ở trong Play nó còn chưa có, ở trong này nó có rồi. Cái gì vậy? Cái gì? Ủa sao mình mang cái đồ này? Mình đi tìm cục tạ hả? Ô, hello bạn nha. À đây, à, bạn này đang tập các bạn ạ. À. Trời ơi, ok, bây giờ hình như là ông này ông cho mình làm cái nhiệm vụ gì đấy các bạn. Nó chạy bộ à? Ở đâu? À, mình đi kiếm cái cục tạ. À đây đây đây. À, cầm cái cục tạ lên. Ái chà, trời trời trời. Trời trời trời, mọi người thấy mình không? Trời ơi. Mọi người thấy banh tôi này gớ trời. Đấy, đấy cầm cục tạ nong một tay luôn. Phải chữa các bạn ơi. Mình vừa phát hiện ở trong này nó có tính năng ăn trộm các bạn ạ. À. Bây giờ thì mình sẽ trộm cái này nha, cái xe này nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra mọi người, chạy chạy chạy. Nhanh lên, bắt mình chạy đi mày. Quay, ở trong này nó có cái tiệm hớt tóc ở trong Play luôn nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nha. Ui, tiệm hớt tóc gì đâu mà sao nó xịn xịn vậy? Ủa đây là gương hả? Ủa sao gương chứ sao mình không soi được mình? Trời ơi, có lẽ mình đã bị đánh sức khỏi thế giới hả hay chăng? Trời ơi. Ui, mà công nhận là căn nhà này xịn nè, có cái chỗ này gậu đầu này các bạn ơi, nhưng mà hình như là nhân viên bây giờ nghỉ hết rồi sao mọi người ạ? Rồi ơi. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên lầu nha. Ơi có cả lầu nha. Ui, trời ơi cái gì đây? Ờ đây là chỗ mình xông hơi. Đây là chỗ mình tắm mình xông hơi à? Cái gì này? Sao cái game này mà nó chân thật vậy? Cái game này là hình như là game tương lai ở trong Play rồi mọi người, nhưng mà cái đồ họa của nó gọi là chân thật. Vãi trưởng ra các bạn ạ. À. Mình vừa phát hiện khinh khí cầu. What the hell? Quay, mình vừa phát hiện khinh khí cầu ngay cái chỗ này. Các bạn biết cái khinh khí cầu này ở đây là các bạn biết mà mình đang ở đâu rồi đó, mình đang ở cái chỗ mà gần khu trăm binh đó các bạn ạ. À. Ok, thì khinh khí cầu này mình có thể bay lên các bạn ơi. Đấy, ô cái gì đây? Vô tiền rồi, thôi mình đi theo khinh khí cầu các bạn ạ. À. Đấy. Nãy giờ thì mình bay cái khinh khí cầu này bay rất là cao các bạn ơi. Mình tự di chuyển khinh khí cầu được nha các bạn. Cái này mình tự di chuyển được nha mọi người ơi. What? Sao nó xịn nhờ? Ôi, từ từ, mình sao mình nhìn cái chỗ này nó... Mọi người ơi, mọi người nhìn chỗ này nó có quen quen không? Bạn nào mà thấy quen quen, mọi người bình luận ở phía dưới cho mình nha. Mình thấy cái chỗ này quen quen lắm, hình như là khu này là khu trung tâm. Sao mình nhìn cái chỗ này? Ở có cả núi kìa. Motriville. Ui, nó giống thật sự các bạn à. Nó cái hình như là cái khu này nó tổng hợp lại khu trung tâm, khu bờ la và khu cắm trại luôn. Tổng hợp lại ba cái map cùng lúc, hèn gì nãy giờ mình đi nửa bản đồ mà chưa hết cái map. Đây, ở trên này một đống map, một đống cái nhẹ nè mọi người, mình chưa vào luôn, có rạp chiếu phim nữa kìa mọi người thấy không? Và có đồ cảnh sát luôn. Trời ơi sao nó giống vậy, để mình xuống mình xem coi. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống nha. Ui, hình như mình rớt xuống cái chỗ nào đây các bạn? Ôi, ủa cái gì đây? Ông nào đây? Ui, ông này là ông cảnh sát các bạn ơi. Ngoài vô anh cảnh sát này ông đi đâu đây? Từ từ để mình coi ông chạy ông đi đâu nhá. À hình như là ông chạy ông đi làm nhiệm vụ, mình lấy nhiệm vụ hay sao, giống Play luôn hay chăng mọi người ạ? Lấy nhiệm vụ y chang như Play á, được từ để mình nhận cái nhiệm vụ coi. À, bắt được tên trộm nhận được 50 kim cương à. Ui sao mà nhiều kim cương vậy? Ủa trời nó tối luôn rồi, ghê vậy. Rồi hiện tại là mình đã mặc cái bộ đồ cảnh sát luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi bắt tên trộm nha các bạn ơi. Ê, thằng kia. Hình như thằng kia anh trộm sao? Từ từ mình để mình lại bắt cái thằng đó nha. Để mình coi thằng đó các bạn trộm nha. Rồi, anh trộm đứng lại. Mày đúng không? Bắt mày nè rồi gì anh cưng. Rồi, mình bắt được một tên trộm rồi các bạn. Phải cả bắt tên trộm luôn các bạn. Thằng nhỏ nó đang đi. Rồi bắt. Ê, à, cái chỗ này là tiệm pizza, à, lộn tiệm tiệm bán pizza này mọi người ạ. À. Trên đường đi bắt trộm thì mình gặp thám tử lừng danh Conan đang đi điều tra các bạn. Ôi, cùng mình thì đi bắt trộm các bạn ơi. Uầy, ê thằng kia, mày có phải ăn trộm không? Đứng lại. Cái gì? Xin tha hả? Nhưng mà lần này thì em có 100 kim cương cho anh em. Không có. Không có thì đi về đồn nhá. Không có thì đi về đồn nhá. Rồi đi 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 em. Rồi ok. Bác còn một cái. Ui, ở cái chỗ này là cái gì đấy? À trạm xăng hả? Ủa sao cái trạm xăng nhìn nó có vẻ là khá là tương lai nhờ. Nhìn nó có vẻ là chân thật đó các bạn ạ. À. Rồi, ủa cái gì bình xăng rồi mình cầm được bình xăng mình đi đốt nhà. Trời đập bình xăng lấy bình xăng đập luôn. Hết cái trướng. Mọi người nhìn nè, đập nè. Mình vừa phát hiện thầy giáo ông thầy giáo ngay chỗ đây các bạn ơi. Các bạn biết ở đây là cái gì không? Đây là trường học các bạn ạ. Đấy, mọi người biết cái trường học chỗ nào đấy các bạn tưởng tượng nhá. Ok thì bây giờ thì mình sẽ đi vào lớp mình học nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào nhá. Ui giời, không biết ở bên trong này nó có giống Play không nhỉ? Ủa cái gì đấy? Cục gì đấy? Thanh niên nào đây? Ô. Hình như là cái chỗ này là làm nhiệm vụ hay sao mọi người ạ? Đúng rồi, bấm vô thôi coi. Mình đã bị mất viện vỡ ở đâu hả? Trời ơi, bây giờ mất vỡ tự tìm hỏi tôi trời cái gì đây? Ô đây bà cô ạ. À. Trời cái gì đây? Tại sao không đi học? Trời ơi, ai biết đâu mới vào chơi mà tự nhiên mới đi học phải đi hiểu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thấy cho bộ nó nha. Ui, ai đây nữa? Ui, một bạn nhân vật nữ có vẻ là khá lịch sự các bạn ơi. Ui, cái gì đây?
kêu mình, hình như là bạn này mà kêu mình đi tìm quyển sách nữa. Trời ơi, giống thằng kia nó. Ủa sao mình mặc quái, alo. Trời ơi, hình như bấm nhiệm vụ vô nhân vật đây là hình như mình biến thành nhân vật nữ luôn các bạn ạ. Trời quái cái đạn ạ. Ok. Trời ơi, có cái vụ đi tìm sách của không xong nữa ấy. À, học kiểu gì mà rớt sách rớt vở cái này. Ủa cái gì đấy? À, đây đây đây. Ui, mà công nhận mấy cái trường lớp này nó xịn thật sự mọi người ạ. Mọi người nhìn mấy cái lớp này. Trời ơi, nó đẹp dã man luôn mọi người ạ. Ủa cái gì đây? Ở trên lầu à? Ui, nó có cả lầu đấy các bạn ạ. Trường học này có cả lầu. Ui, đây là phòng canteen à. Đây là phòng canteen các bạn ơi. Ui, xịn vậy. Rồi để mình lên lầu coi. Để mình lên lầu để mình tìm cái nhiệm vụ cho cái đứa kia mọi người ạ. À đây. Trời rớt sách rớt vở tùm lum tè lẹt mẹ ớ có cái cặp này, cặp đứa nào bảo quên vậy trời, đi học mà quên cặp nào ơi. Trời mãi chớ các bạn ơi. Rồi, hình như là còn một quyển nữa. Từ từ đỡ mình đi, mình qua bên kia mình tìm nha. Ủa cái quyển này hình như ở trên tầng 3 hả? Có tầng 3 luôn các bạn ơi. Quay để mình lên tầng 3. Ê, hình như ở đây có thang máy nè, quay. Có trường học mà có thang máy luôn các bạn ơi, lên tầng 3 nha. Ui, sao cảm giác mình đang bay các bạn ạ. À. Ui, đi lên cái cầu thang y chang như thật luôn, chân thật phải trưởng ra mọi người ạ. À. Rồi, rồi mình đã làm xong nhiệm vụ rồi đó nha. Trời ơi, mà công nhận mình thấy cái trường học này có vẻ khá là xịn nha các bạn ơi. Nhìn nè, 3 tầng luôn, trường học 3 tầng luôn các bạn ơi. Ở trong này là còn có đàn piano các bạn ạ. À. Có học âm nhạc luôn mà trường học mà nó còn to hơn cái thành phố nữa. Trường học nó to thật sự các bạn, nãy giờ mình đi ngoài không hết luôn các bạn ơi. Vậy ở trên này thì chúng ta sẽ phát hiện ra mấy cái gì đấy. Ủa đây là trường học, ủa trường học có rạp chiếu phim hả? Ủa trường học có cái chỗ học học phim luôn các bạn ơi. Ui, đây là phòng phim các bạn ạ. À. Đây bên kia là cái gì ta, bên kia hình như là người ta đang chiếu cái gì ở bên kia, hình như hình như là rạp chiếu phim. Ui ở đâu rạp chiếu phim ở trong trường học luôn, quái chướng. Hình như là mình có cái lối đi xuống không, từ từ để mình tìm cái lối đi xuống cái chỗ rạp chiếu phim cái coi. Trời ơi, cái trường này nó to quá các bạn, nó to hơn Play gấp hình như là gấp 3 gấp 4 lần hay sao, mọi người đi hoài không hết luôn các bạn ơi. Đây đây đây. Đây ở trong này là rạp chiếu phim nè mọi người ạ. À. Ôi. Trời ơi, rạp chiếu phim ở trong trường học nha. Trời ơi cái trường học này hơi bị xịn nha các bạn ơi. Ở trong cái trường này hình như là có nhà vệ sinh này. Ơ sao nhà vệ sinh này cả nam lẫn nữ đều xài chung cái này á cô. Sao game này nó lạ vậy? Sao game này lạ vậy mọi người? Ui giời, thôi đi ra. Ôi các bạn ơi, hiện tại là mình có thấy một chiếc xe buýt, nhưng mà cái xe buýt này hình như là mình nhớ không nhầm là ở bên Play nó có một cái ông lái xe, nhưng mà sao bây giờ không có ta? Chắc là ông đang ở bên Play ông làm rồi mọi người ạ. À. À, còn ở bên đây thì mình là người chơi tự lái luôn các bạn ơi. Người chơi tự lái luôn nha. Wow. Sao nó ảo dữ vậy trời. Bây giờ không biết mình sẽ lái mình đi đâu nha. Có cất kèn xe các thứ này xịn dữ. Ok thôi bây giờ mình sẽ đi xuống xe các bạn. Nãy giờ mình lái không ai lên xe hết trơn mọi người ạ. Ui rồi hồi nãy giờ mình đi trong cái map này này hơi bị lộn mọi người. Với lại còn nhiều căn nhà mình cũng chưa vào nữa. Căn nhà giống Play vẫn chưa vô nữa các bạn ơi. Ok hình như là có cả câu cá, có cả bét bụng nữa. Đấy vẫn chưa vào mọi người. Bởi vì ở trong này còn nhiều thứ nó rất là lạ với mình các bạn ơi. Đó, ok nha. Mình như là video này nói chung cũng khá là quá dài. Mình nghĩ là tạm dừng video là tại đây nha mọi người. Thì bạn nào muốn thích mình làm về cái tựa game này nữa thì có thể là clip sau mình làm tiếp nhá. Bằng cách là các bạn bấm cho mình nút like và bình luận phía dưới cho mình, và cũng như là kèm theo đăng ký kênh và chuông nha các bạn ơi. Thì còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người những cái clip tiếp theo. Bye bye. Như like và đăng ký.